Bây giờ là 8 giờ sáng ở bên đây nè mọi người. 8 giờ sáng ở bên đây là khoảng 7 giờ sáng ở Việt Nam đó. Ngày hôm nay thì Minh Tú sẽ kể cho mọi người nghe một ngày hiện tại của Minh Tú ở Bali như thế nào. Điều đầu tiên là Minh ơi. Đây mọi người, đây là khu vườn ở cái căn villa mà Minh Tú thuê nè. Có hồ bơi. Bây giờ đi ra cái am. Cái am mà mỗi buổi sáng Minh Tú hay ngồi. Thôi mọi mấy đứa. Nắng sớm rất là đẹp các bạn. Hồ bơi. Vườn cây, chỗ đó là Minh Tú hay nằm phơi nắng, đọc sách ở đó. Trời, nhìn mấy bà này nhớ mấy bà cây nhà của tôi quá. Trời ơi, tự nhiên cái định đi qua đây có 4 năm ngày rồi. Không có ấn tượng gì quá sâu sắc với Bali trước đó luôn. Định đi qua đây có 4 năm ngày, tự nhiên cái giờ thành muốn tôi trở thành đại sứ du lịch Bali bụi hay sao á. Giờ cái tự nhiên không được về luôn mọi người. Nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ đồ ăn Việt Nam, nhớ con tỏn, rồi nhớ mấy cái bà cây hoa hồng. Trước khi đi tôi mới trồng 4-5 cây hoa hồng ở ngay trước cái ban công của tôi. Rồi tôi cũng biết giờ bà còn sống hay đã chết. Thì đó, hàng ngày là chị Thanh á, vẫn tưới cây giùm Minh Tú mà chắc không biết nữa. Nó cần tình thương của tôi nó mới nở hoa được. Giờ chấn động luôn. Mọi người hỏi tôi buồn không ạ? Tôi buồn chứ. Nhưng mà tôi đã quyết tâm rồi. Tôi lên video clip là tôi không khóc, không kêu ca, không than thở, không drama. Để tôi sẽ vui vẻ. Còn tối thì tôi sẽ tự khóc một mình. Thời gian rảnh mình hay tập thể thao. Ngày nào mà không rảnh má, tỉnh táo lên. Nói chung là ngày nào cũng rảnh hết, thế nên là ngày nào cũng tập thể thao hết mọi người. Có nghĩa là tập những cái bài tập đơn giản tại nhà nè, để mà vận động cơ thể với lại đốt đi bớt mỡ. Hàng ngày á mọi người, nấu ăn, tự ăn, xong rồi sợ bỏ bữa, cái ăn ngốn, ăn ngáo, ăn quá trời ăn luôn. Người ta nói là bỏ cơm là mai mốt là xuống dưới là ăn dồi, cái xong rồi sợ quá ăn quá trời ăn luôn. Ăn sình bụng, ăn mà ghét bể phọt luôn á. Cho nên là ngày nào cũng cố gắng chạy nhảy vận động. Ít nhất ngày comeback không có bị bể phọt. Ít nhất ngày comeback cũng phải I want to be on top, top, top. Lúc mà mới qua thì ở Bali nè, họ chưa, trước khi nha, trước khi mà họ chưa có lockdown biển á, thì mình tôi có tham gia lớp học lướt ván nè, rồi cũng tham gia Muay Thai nè, tham gia các lớp hoạt động ngoài trời á, activities á. Bây giờ hết rồi. Giờ bãi biển, có cái bãi biển đóng cửa nữa. Bãi biển đóng cửa luôn mọi người ơi. Mấy bữa giả bộ chạy thử rón rén ngoài đường á. Trời đất ơi, công an đứng. Người ta biển mà rộng lắm, mà mấy cái cổng á là họ lấy mấy cái gỗ họ rào lại hết. Nguyên cái bảng bự gì nè. Close Corona. Còn mấy cái kia là tiếng Bahasa, tiếng Indo không mà không hiểu.
cái con xe này nè là 700.000 IDR, là khoảng 1 triệu tiền Việt cho một tháng đó mọi người, và đi lại rất là tiện. Bây giờ mình đang đi siêu thị các bạn, gọi là supermarket, Bình Thành Market, nó gần đây để có thể có bán mấy cái đồ tươi. Rồi do là mình muốn tiết kiệm tiền cho nên là mình sẽ chọn tự nấu ăn, để thứ nhất là tiết kiệm tiền, thứ hai là sạch, thứ ba là đốt bớt thời gian. Đây các bạn, thường ngày thì mình sẽ đi hầu như là mỗi ngày, để mình ví dụ như bây giờ thì mình mua cho ăn tối và ăn sáng ngày mai, rồi trưa mình lại quay ra mình mua tiếp. Mình sẽ ăn trứng ốp la, còn không thì mình sẽ ăn giống như là ngũ cốc vậy các bạn, rất là nhiều loại. Sẵn đây em kể tiếp luôn, chấn động. Một tháng ở đây thôi, quá nhiều kỷ niệm. Cuộc đời em là những chuỗi bi kịch dài. Những cú twist coi như là lật ngửa dán cờ luôn mọi người. Những cú twist trời ơi, thiệt á, nếu mà có cái hố em chui xuống em lấy đất đắp em lại. Cuộc đời em quá nhiều cú twist. Oh, unbelievable. Tôi sắp nói một tin mà mấy bạn hú hồn đó. Hú hồn chứ không giỡn đâu nha. Ê, chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị chưa? Hít thở thật sâu nè. Chỗ này á, tầng wax cho Jennie Kim của nhóm Blackpink. Blackpink in your area. Hồi nhỏ ngâm bằng chỉ á mọi người. Cái chỗ cửa hàng này là wax bằng organic mọi người. Sáp là được nấu bằng đường á, là đồ từ thiên nhiên, họ tự nấu luôn, rất an toàn cho sức khỏe. Đó là một điểm đặc trưng ở chỗ này. Yeah, quá sảng khoái mọi người ơi, very clean. Và tổng cộng là 200 IDR là khoảng nhiêu ta, 300.000. Hôm nay mình sẽ ăn thử hủ tiếu mì gì đó tên là Azam ở đây nè. Mình chưa ăn, bây giờ mình ăn thử. Nhìn cũng khá là hấp dẫn. Mọi người ơi, vô ăn đã đời mới phát hiện là hồi nãy trả tiền mặt hết cho cái chỗ quách xin ngồi. Bây giờ không có tiền mặt ở đây, còn cái thẻ không à. Đang bị dơ. Nhưng cuối cùng đã có một anh đẹp trai trả tiền cho mình. Trả tiền còn mình luôn ly nước nè mọi người. Vừa đẹp trai vừa lương thiện. Nay không hiểu mình nói gì. Má ơi con đơ. Con đi ăn mà con không có tiền. Cuộc đời có nhiều bi kịch vậy trời. Trời ơi, thảm quả. Đi vô lấy thẻ rút tiền mà không có nhớ password. Cũng may cái anh nên trả tiền dùng. Niềm vui trong mùa dịch lạc lõng tại đảo của mình giảm tất cả còn 50 ngàn là khoảng 75.000 tiền Việt mình. Và mình đã mua hết bao nhiêu đây? Mình đang đi làm móng mọi người ơi. Đây thấy ghê quá. Từ Việt Nam qua đây bây giờ mình phải gỡ ra hết. Ở đây bây giờ dịch đóng cửa hết à, nên là muốn làm cái gì cũng phải book trước hết. Là mình book từ thứ bảy rồi đó. Hôm nay là thứ hai nè, hẹn 10 giờ. Da mặt rồi móng thấy ghê luôn. Dịch rồi tìm một cái chỗ để làm móng nó rất là khó, để lấy cái bột này ra. Cảm thấy mệt mỏi, không có tiền nữa mọi người. Đây là cái tiệm làm nail, làm tóc nè mọi người, có nhuộm tóc, làm móng. Đây là nhiều tiệm làm nail chuyên nghiệp nên có đắp bột, gạo bột. Kinh khủng không? 500.000, tính ra tiền Việt là 500.000. Là có cắt da nè, gỡ móng bột cũ nè, với lại sơn treo lại thôi. Mọi người, 500.000. Làm ở Việt Nam vậy bị chửi chết luôn á, trời đất ơi. Ở Việt Nam mà chết luôn á, ở Việt Nam làm vậy chết luôn nha. Bị chửi chết luôn á. Chửi là ngã ngang chứ không ngã dọc nữa.
Mọi người biết không, em á là đặt trước là em định vừa làm móng tay mà vừa làm móng chân, mà nó mới có làm, có gỡ cái lớp bột móng tay ra rồi rỉa, tại em nghĩ thôi tao bận rồi, tao không làm móng chân đâu, tao phải đi về. Trời ơi, làm móng chân nữa chắc chết. Trong cái thời gian nghỉ dịch này thì Minh Tú cũng dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình. Một tuần 2 đến 3 buổi mình sẽ dành 1 đến 2 tiếng để FaceTime cũng như học online với thầy giáo dạy văn của mình tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì mình đặt ra cho mình một cái thử thách. Và cái thử thách này là nó cũng không có dễ đối với mình, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hết sức. Đó là mình sẽ đọc một cuốn sách. Cuốn sách này là mình mua tại đây, tại Bali. Và cuốn sách này hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh. Có thể là Minh Tú sẽ hiểu sơ sơ nội dung của cuốn sách này, là mình sẽ không thể nào hiểu hết 100% nội dung của cuốn sách, nhưng đâu đó mình sẽ hiểu được ý nghĩa của cái cuốn sách này. Và Minh Tú học được rất là nhiều từ vựng mới. Ví dụ như một cái trang giấy này, khi mà Minh Tú đọc sơ lược qua hết, Minh Tú nắm được cái ý, nhưng có những cái từ vựng mới Minh Tú không hiểu thì Minh Tú sẽ đánh highlight nó và Minh Tú sẽ search ý nghĩa của cái từ vựng này và học nó. Đó cũng là một cái cách hay theo Minh Tú nghĩ. Bên cạnh đó thì còn một thứ nữa mà Minh Tú nghĩ rằng là nó rèn luyện cho Minh Tú cái kỹ năng nghe và cái kỹ năng reaction. Ăn cơm xong á thì thường mình sẽ dành 1 đến 2 tiếng để mà xem phim bằng tiếng Anh, đa số là bằng tiếng Anh không à. Và đây là một cái app Netflix. Mình rất là hay xem phim ở trên đây. Ngoài ra thì Tú thấy rằng có một số chương trình TV show giúp cho Minh Tú phát triển được về kỹ năng tư duy, kỹ năng nấu ăn, rồi rất là nhiều kỹ năng khác. Và Minh Tú nghĩ rằng nếu các bạn có thời gian và các bạn cảm thấy thú vị, các bạn hãy thử trải nghiệm. Hôm nay mình chọn ăn đồ ăn local. Có rất là nhiều món ăn và mình sẽ chọn là mình muốn ăn cái nào thì mình chọn ăn với cơm. Mình sẽ ăn thử một vài món của người Ấn Độ. Đây là dĩa đồ ăn cơm bình thường, có rau, có thịt bò và trứng. Thì cũng giống như cơm Việt Nam thôi mọi người, giống như cơm phần Việt Nam á, mình được lựa chọn đồ ăn này, ăn với nó giống như là nước thịt kho vậy. Không. Mình đã đi vô quán chay đồ Ấn Độ ở Bali để ăn thử. Hôm nay mình ăn chay nha cả nhà. Đây, em nấu đây. Đây là trứng chiên, bánh mì, mì xào với bơ. Bơ em nạo ra, em dầm thêm muối với tiêu. Ông bà ta nói đúng. Kiểu không? Đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Em ở Bali một tháng, em học được nhiều văn hóa, biết được nhiều điều mới lắm. Cái đặc biệt là mọi người, khoảng cái tuần trước á, một tuần mà khi mà em ở Bali á, trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời em trải nghiệm cái gì? Tết im lặng. Tết nay bi á mọi người, Tết im lặng. Mà năm nay còn đặc biệt hơn nữa, đó là sao? Mỗi năm là chỉ có một ngày thôi. Năm nay Bali Tết im lặng nguyên một tháng. Bây giờ vẫn còn im lặng nè. Đây là một ngày trước lễ Navy của đảo Bali và mọi người đang chuẩn bị đồ cúng. Đó là một cái Tết trong sự yên lặng. Thường thường người ta gọi là Silent Days, là ngày im lặng. Nhưng mà Minh Tú tìm hiểu đó là một cái Tết đón chào năm mới của người đạo Hindu trên đảo Bali. Và năm nay rơi vào 25 tháng 3 2020. Và ngày hôm nay là một ngày trước cái ngày lễ đó, là ngày 24 tháng 3. Tất cả mọi người đang thi hành rất là nhiều các nghi lễ, nghi thức, rồi lễ trừ tà, rồi lễ tắm rửa. Rồi thường thường mỗi năm á, mọi người là có những cái lễ gọi là diễu hành ở ngoài đường á, người ta gọi là lễ gọi quỷ, gọi hồn gì đó, tên là ọc ô. Nhưng mà năm nay không có, bởi vì năm nay dịch corona, cho nên là chính phủ Indo không cho phép tụ tập, cũng như là tất cả hàng quán đều phải đóng cửa. Minh Tú sẽ có một trải nghiệm mới 24 tiếng đồng hồ.
không có internet, không được ra khỏi nhà, không được nói ra tiếng động lớn. Có nghĩa thường là người ta, người mà theo đạo Hindu á, là không nói chuyện luôn mọi người, phải im lặng. Nhưng mà mình không có theo đạo, chắc là mình nói là có nghĩa là mình không được phát ra âm thanh quá lớn, rồi không được xài điện mọi người. Những cái gì mà về điện là không được xài. Thậm chí ngày mai tất cả các nhà mạng họ sẽ cắt luôn mạng trên điện thoại, trên internet. Đối với những người du lịch như là Minh Tú đi, mình không theo đạo Hindu nhưng mà mình được báo là ngày mai không được bước ra khỏi đường. Nếu mà mình bước ra ngoài, công an thấy công an sẽ bắt. Và thí dụ như mình ở trong nhà, mình phát ra tiếng động, hoặc là mình mở đèn, hoặc là mình làm cái gì đó mà trái với cái luật của họ, thì hàng xóm có quyền trội đồ mình nữa. Hoặc là họ sẽ báo cho chính quyền để làm, để lại kiếm mình. Nói chung là sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ của Minh Tú luôn á. Mẹ ta nói nè, ta cũng nói là Tô Lê Tole or Toli? Tole. Ha ha ha, you are hungry. Yes. Tole, Tole. Oh, wow. Where from? Vietnam. Vietnam. Oh, Vietnam. Tole. Tole. Thấy nó ở trên biển không có đồ ăn. Nước, thấy nó tội nghiệp, em mua cho nó. Đây là 7 giờ tối của ngày trước ngày Nebi một ngày. Không thấy gì hết mọi người ơi, tối thui à. Super tối. Mọi người có tưởng tượng là nguyên cái đảo Bali nó sẽ chìm trong bóng đêm và sự yên lặng vậy không? Cái này là trước một ngày thôi nha, là còn được mở đèn đó. Đây mọi người ơi, đây nè, trước một ngày ha. Mọi người, ngày nay đi đây rất là yên lặng. Mình mới ngủ dậy, đầu tóc mặt mũi. Mình không được ra đường trong 24 tiếng. Năm nay đặc biệt vẫn có mạng bởi vì dịch corona, cho nên thống đốc của đảo Bali vẫn để mạng cho mọi người. Ai biết làm gì chắc tìm hiểu thêm thông tin. Người là em đang đi không được nói chuyện, mà mấy con quỷ hàng xóm kế bên nước ngoài mà không có ý thức nha. Quá bóng sùng. Cũng may tha là người Việt, chứ ta mà theo đạo Hindu mấy con này lên công an phường chung. Thế nó nói không? Nó nói bên nhà nó mà tiền giọng qua đây nữa. Coi như là định làm một cái tập YouTube là khám phá đảo Bali á mọi người, nhưng mà không có được, mọi thứ nó đóng cửa hết trơn rồi, hàng quán cũng đóng cửa, mấy cái quán nổi tiếng đóng cửa luôn, mấy cái cà phê số mạng nó đóng cửa, câu lạc bộ giải trí of course nó đóng cửa hết rồi, mấy cái khu danh lam thắng cảnh, thác nước, chùa chiền, rồi trời ơi đóng hết, cái biển công cộng nó còn đóng nữa mà trời, nhưng mà nó chưa đóng em chỉ có đóng băng thôi, em muốn đóng băng ở đây luôn đó mọi người. Nè mọi người coi đi, đường phố nó vắng hoe à. Đó. Vắng như là ở dưới Châu Đốc Long Xuyên mà còn không được ngày ngày Tết, ngày thường á. Coi như là em ở đây là em an toàn, em khỏe, em vui vẻ, em đau mút rồi em cũng ok thôi, mọi người đừng có lo cho em. Cái quan trọng á là em cũng biết ở Việt Nam đã giãn cách ly rồi. Nhưng mà giãn cách ly nhưng mà chưa có hết dịch 100% đâu mọi người, cho nên là mọi người không có nhu cầu gì á cũng đừng nên đi ra đường, đừng có tập tụ lộn, đừng có tụ tập nhiều. Rồi nói chung là cái việc mà mình hạn chế ra đường á, chỉ ra đường khi cần thiết, đó là một trong những cái động thái để ủng hộ cũng như hỗ trợ cộng đồng nha mọi người. Trời đất ơi. Mà ta nói á, tức có mấy bà tự nhiên hết giãn cách ly á, tự nhiên cái tụ tập cà phê chi vậy, tụ tập mấy chục người á, gì uống cà phê trễ mấy tháng có sao đâu,
năm sau uống, năm sau gặp bạn uống cũng không sao. Rồi có nhiều bà nữa, trời ơi, chứng động luôn. Đi Đà Lạt, tự nhiên cái mới giãn cách ly cái đi Đà Lạt. Chi vậy mẹ, đi Đà Lạt trễ mấy tháng không có sao hết á. Trời ơi, tình hình dịch căng thẳng, làm ơn ở nhà, ở đâu ở yên đó đi giùm đi. Mới có giãn chút xíu thôi chứ chưa có hết. Vậy nha. Nói chứ mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nè, luôn vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch và em sẽ về. Nói chung mà em đứng chờ, em cũng hy vọng lắm. Nhớ Việt Nam, nói chung không ở đâu bằng nhà mình á. Ngày xưa mình đi nước ngoài nhiều, cái kiểu mình đi ra đường cái mình thấy chỗ cái này đẹp quá, phải chi ở nước mình có cái này cái kia. Nhưng mà không ở đâu bằng nước mình hết á mọi người, giống như không ở đâu bằng nhà mình hết á. Nói thiệt luôn, I love Việt Nam forever. Môi thâm. Sao môi mày thâm quá vậy? Môi thâm như cái nết của mày thâm vậy. Tấn ơi, Tấn, mày nghe tao nói gì không? Hả mày? Không nhớ tao phải không? Cụp cái tay xuống chưa? Chết cho mày. Xếp rồi, đây là cái phòng khách Minh Tú ngồi làm việc ở đây. Đây là phòng ngủ các bạn. Cái phòng ngủ ngủ mùng. Giàu nên là ngủ mùng nha mọi người. Một cái khu vực nữa là Minh Tú hay nằm đọc sách ở đây hoặc là học tiếng Anh nếu mà mình cảm thấy ngoài nóng quá chịu không nổi. Có nhà vệ sinh. Quên, cái nào mà không có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì có đầy đủ tiện nghi, nước nóng, có bồn tắm luôn các bạn.